tìm người tiếp xúc cán bộ công an phường 12, quận 11. Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường 12, quận 11 phát đi thông báo tìm người dân từng tiếp xúc một cán bộ công an phường này là ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại trụ sở số 116E8 trên đường 3 tháng 2, từ ngày 14 tháng 6 đến 27 tháng 6. Nhà chức trách đề nghị những người từng đến trụ sở công an phường 12 hoặc tiếp xúc một cán bộ công an khu vực liên hệ ngay trạm y tế phường 12 qua số điện thoại 0983 010 090, bà Trần Thị Hoa, trưởng trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, cán bộ chiến sĩ phường trụ sở công an phường 12, quận 11 tạm thời ngừng tiếp dân để phun khử khuẩn. Ủy ban Nhân dân phường 12 cũng tạm dừng nhận hồ sơ trực tiếp liên quan tất cả lĩnh vực. Hôm ngày 27 tháng 6, một cán bộ công an phường 12, quận 11 có triệu chứng nhức đầu, khô họng và sốt nên về nhà. Sau đó thì người này đến bệnh viện quận 11 để kiểm tra và cho kết quả real-time PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm ngày 29 tháng 6. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.